Vâng nha, em xin chào các anh. Đấy. Úi dồi ôi, vừa nãy em quay cái đôi vỏ này mà có bác khách bác cái chốt rồi mà bây giờ khiếp. Bao nhiêu là khách hỏi vỏ nhá. Đấy, em lại phải quay thêm đôi nữa để cho các bác này. Đấy, đôi này nhá, đôi này thiết kế hậu nó sâu hơn. Đấy, các bác nhìn thấy không? Hậu nó sâu hơn nhá. Đấy. Đấy, đôi, con này là chiều ngang 15.5 này. Đấy, sâu là tận 26 luôn các bác thấy không? Đấy, hậu sâu nhá. Những con này là vỏ thiết kế hậu sâu để cho tiếng bát nó tốt hơn và trung âm nó rõ nét hơn nhá. Và chiều cao là 27 đấy. Cái vỏ loa thì kích thước của nó là đi có cái nỗ bát là 13 này. Nỗ tép là nỗ khoét tròn là 10 là 9,8 gần cm gần 10 cm nhá. Đấy. Cái vỏ còn đẹp luôn. Đấy. Vỏ còn đẹp, vỏ bãi các bác nhá, vỏ bãi nhá, vỏ bãi nhá. Đấy, vỏ bãi. Hàng còn đẹp nhá. Còn tất nhiên đây là hàng bãi các bác nhá. Đây là vỏ bãi nên có thể là nó vẫn sẽ có một vài cái vết nọ vết kia một xíu nhá, thì là cái đó thì thôi các bác về các bác có thể thích thì có thể lau chùi hay là làm gì thì làm nhá. Còn đây là đây, vỏ nó bãi thì nó nhìn này nó rất là đẹp rồi. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy. Rất là đẹp rồi. Trong mắt em thì đây là một đôi vỏ quá đẹp. Đấy. Không biết các bác thế nào rồi. Đấy, các bác nhìn này. Đẹp long lanh luôn nhá. Đấy. À, tất cả như hình nhé. Các bác nhìn này, vỏ dày dặn chưa? Đấy, vỏ rất là dày dặn nhá. Đấy. Nó dày tận gần 3 cm luôn, 2,5 phân luôn. Đấy. Đấy, chiều dày gần 2,5 phân luôn. Đấy, các bác thấy không? Khủng khiếp, dày đúng không? Đấy, trong này. Đấy. Thành vách các kiểu, tuyệt vời luôn. Đấy. Đây, đằng sau đây có kẹp loa sẵn rồi này. Đây, các bác nhìn được không? Thế về các bác chỉ việc gắn dây vào nữa thôi, gắn phân tần vào nữa thôi. Đấy. Đấy. Cái cặp loa, vỏ loa này thì bọn vỏ loa này hầu như nó về là nó sẽ không có ê căng đâu. Đấy, nó chỉ có vỏ thôi, các bác về các bác tự đóng ê căng theo ý thích nhá. Đấy thì cặp vỏ màu nâu này, cặp vỏ màu nâu này thì nó các bác nhìn này hậu sâu hơn. Hậu sâu hơn các cái con vỏ loa khác nhá. Đấy, sâu hơn các con vỏ loa khác. Đấy, và em bán cái cặp vỏ loa này đấy. Đấy nhá, bằng giá là đi là 190.000 đấy. 190.000 tức là bằng 1/3 tiền các bác đi đóng một cái vỏ loa mới đấy. Các bác cứ ra mấy ông thợ loa các bác thử đặt một cái bộ vỏ loa bát 13 như này, em khẳng định luôn với các bác là các bác phải đặt với cái giá nó độ khoảng tầm 600.000 một đôi vỏ thùng, chưa có kẹp loa, chưa có gì cả đấy, người ta làm cho các bác đấy nhá, 600.000 đấy. Nhưng đây con này là để có 190.000 thôi, mà vỏ loa bãi thì là do công ty thiết kế hẳn hoi, do các kỹ sư nó nghiên cứu hẳn hoi, nó sẽ khác hẳn hoàn toàn so với một số các cái vỏ loa mà người ta đóng cho các bác. Người ta tính toán không thể nào bằng được các kỹ sư bên hãng tính toán được đúng không? Đấy, nhà bác nào mua cái đôi vỏ loa này thì alo ngay cho bên em nhá, để có 190.000 thôi, tức là bằng 2/3 mà 1/3 cái giá tiền các bác đi mua một cái đôi vỏ loa mới nhá. Không tin các bác cứ lên trên mạng các bác search thử, em khẳng định luôn các bác sẽ nhìn cái vỏ người ta bán trên mạng các bác cứ chán vách luôn. Em đã từng xem rồi, 600.000 cái vỏ mà nhìn nó tệ lắm, thật sự luôn, không bao giờ bằng cái vỏ này được nhá. Cái vỏ nó bãi được đấy, thì bác nào mua cái vỏ loa này liên hệ cho bên em nhá, 190.000 đấy, 190.000 nhá. À, giá này là nó có ít lắm, thế là các bác nào ai lấy thì là các bác chuyển khoản luôn giúp em nhé, là 190.000 đồng. Vâng, em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo bên em nhé. Bác nào lấy thì nhanh tay nhá, vì là không còn đâu. Cái đôi này thì đấy chỉ có 5 phút là đã có khách chốt rồi, mà bao nhiêu khách hỏi đấy, mà không có để mà lấy. Đấy, đây có đôi này đây, không nhanh tay là mất nhé, 190 nhé. Ok, em xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.